Tưởng chừng như sau khi chế tạo thành công chiến thần thực sự mà Z thằng mong ước, họ sẽ ngừng chế tạo hệ thống Market Rider System. Nhưng không, Sho Yaguruma, anh ta đã rơi vào tuyệt vọng sau khi bị đá khỏi chức vị trưởng nhóm Shadow vì không gọi là The Beast. Hơn hết đã bị Kageyama vượt mặt, anh ấy đã rơi vào tuyệt vọng và đã được một chiếc Zester khác tìm kiếm, Hopper Zester. Toàn bộ Hopper Zester được tạo hình bởi hai loài vật là Cào Cào và Châu Chấu, mặt đại diện cho Yaguruma với tông màu chủ đạo là xanh lá, cùng với đó là những chi tiết màu bạc kim loại trên phần hai chân trước cũng như phần cẳng chân sau, thể hiện sự máy móc trong thiết kế của Hopper Zester. Không có quá nhiều phân đoạn sử dụng cổng dịch chuyển như những chiếc Zester khác, mà chủ yếu di chuyển bằng phương pháp nhảy. Và điểm đặc sắc nhất có lẽ là phần cẳng chân được tô điểm với biểu tượng hình dấu cộng với tông màu đỏ trùng với tông màu mắt của Hopper Zester ở mặt trái. Với tên gọi anh em địa ngục, Yaguruma cũng không quên gọi người anh em của mình Kageyama, kẻ cũng bị thất sủng khi quá nhiều thất bại. Mặc dù có sức mạnh của The Beast, anh ta cũng dần rơi vào tuyệt vọng và đã được Yaguruma đón về. Một chiếc Zester khác cũng như vậy, nhưng khác với phần xanh lá hướng về Yaguruma, phần màu nâu hướng về Kageyama. Nó đại diện cho loài Cào Cào với những chi tiết kim loại tương tự, chỉ khác tông màu đã chuyển thành màu nâu, cùng với đó là phần chữ thập đã chuyển hóa thành màu xanh lá và phần mặt của nó ngược lại. Cả hai chiếc Hopper Zester này đều giống nhau, chỉ khác hướng xoay mặt của nó để chuyển hóa thành hai rider hoàn toàn khác nhau. Điều thú vị là hai chiếc Zester này chưa bao giờ được đổi vị trí với hai rider của họ. Yaguruma luôn biến hình dạng xanh lá, còn Kageyama luôn biến hình dạng nâu. Không bao giờ họ đổi vị trí cũng như hình dạng, vì cả hai hình dạng mang hai phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Để chuyển hóa thành rider, cả hai người cần có một chiếc driver cơ bản. Nói là driver cơ bản vì thực chất tất cả những rider không Henshin bằng driver đều có chiếc driver này làm thắt lưng. Sau khi bật nắp Hopper Zester, cầm lấy chúng và gắn lên vị trí này, tạo cảm giác như loài châu chấu đang đậu trên những chiếc lá. Đơn giản như vậy, họ sẽ chuyển hóa hình dạng Kick Hopper cũng như Punch Hopper tương ứng với màu sắc của Hopper Zester. Và tương tự với hai màu sắc, mặt xanh lá sẽ giúp họ chuyển hóa thành Kick Hopper và mặt màu nâu sẽ giúp họ chuyển hóa thành Punch Hopper. Hai rider có hai phong cách chiến đấu tương tự tên gọi của họ. Của loài châu chấu chính là phần chân nhảy của nó, cũng chính là cách họ thực hiện đòn Rider Kick và Rider Punch. Sử dụng phần chân gạt lên sẽ ra âm thanh Rider Jump, cũng như gạt xuống sẽ ra đòn Rider Punch và Rider Kick tương ứng với hai rider.